Xin chào các bạn anh chị và các bạn nhé Hôm nay em sẽ review cho quý anh chị một lô đất 3,92 ngoài và trong sổ là 3,32 nha mọi người nhé Một lô đất bằng đẹp Trồng full vườn xưa đỏ nha mọi người nhé Vườn xưa đỏ Có nhiều người sẽ không biết cái vườn xưa đó Cái xưa là gì thì lên google search nha mọi người nhé Gỗ xưa là cái gỗ mà họ thu mua và cân ký á thì uh, bên thương lái Trung Quốc họ thu mua rất là nhiều hiện tại vườn nhà em thì cũng có hơn 100 cây mọi người nhé hơn trăm cây có số thì vành, có hai cây vanh trăm vì 80 cũng trồng mười mấy năm rồi nhà trước có uh, lúc khó khăn thì bán đâu ba cây và trả cây là 13 triệu thì đó cũng lâu lắm rồi vườn xưa này là có 1.200 cây như này nha mọi người nhé hiện tại là 9-10 năm 10 năm tuổi, vườn xưa 10 năm tuổi. Vườn xưa rất là đẹp nha mọi người nhé, Trồng rất là dày rất là đều. À tiếc cái là nó hơi hơi dày cây nha mọi người nhé, Thì à, vườn này thì chủ yếu ở dưới là đá, đá thì người ta trồng cây xưa chứ không có uh, trồng được gì nhiều như cà phê hoặc hồ tiêu cũng khó trồng, trồng rất là khó chăm sóc mọi người nhé. dưới này ngày xưa là như chủ yếu là căm xe căm xe cá chích nha mọi người nhé đá đá rất là nhiều xưa thì uh, có cây vanh sáu uh, 60 mọi người nhé vanh 60 cái lớn nhất là vanh 60 đất đá thì uh, cái loại thì nó sẽ đạt hơn như mọi người nhé màu thu hoạch hơn vườn này quý anh chị mua đầu tư để khoảng tầm 10 năm nữa là là rất là tuyệt vời như mọi người nha mua để dành cho con cháu 3,9 ha và 3,3 3,3 ha trong bìa tổng là 1.200 cây xưa 10 năm và 2.000 cây xưa là hơn một năm tuổi như mọi người nha để có một cây um, cắm xe cắm xe cái là vanh hơn 100 hay cả tầm trăm trăm sáu mọi người nhé thẳng tắp luôn. Em sẽ đưa mọi người đi vòng 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 trong vườn xưa để cho mọi người tham quan. ở ngoài nhìn rất là đẹp như mọi người nhé, rất là đều. vườn xưa này thì trồng khá là dày, cho nên là tỉ đi một số để mình bán cây công trình hoặc là mình mình chưa lại những cái đẹp để thu thu lợi như mọi người nhé. trên cái nền đất đá sỏi đá thì xưa sẽ đạt lõi hơn ở những vùng đất nạc và đất tốt như mọi người nhé đất thì thuộc vào xã đắc cờ la huyện đắc minh tỉnh đắc nông lô đất này thì có đường thông và cách đường đường lớn đang làm á đường tránh vành đai là tầm 100m như mọi người nhé 100m thì cuối video em sẽ quay cho mọi người hiện tại đường đang đổ làm và hiện tại là đang mắc mưa sơ hơi sẽ không vào đây được nha mọi người nha sơ hơi sẽ chưa đi được vì đường mới san ủi mới san lấp nha mọi người nha đường này là đường quốc phòng đường bình đai đường họ mở rộng rất là rộng nhưng mà đá rất là nhiều ở đặc ra thì đá rất là nhiều em cũng đã nghe danh là đất Đắk la rất là rẻ vì giờ em hiểu lý do tại sao lại rẻ là như thế này cái này là cái tre như mọi người nhé cái lỗ ô cái nứa cái gì đó cũng ở trên đất xong thì không có nhưng ở dưới này rất là rất là nhiều Cây nhỏ xíu cái lớn nhất bằng ngón tay cái của mình á trong cảnh cũng rất là đẹp hôm nào em sẽ tạo mấy cây về để em, em trồng vườn xưa như mọi người nhé một nghìn hai trăm cây xưa đá rất là nhiều cái này là cây gì đó họ nhà tre với mọi người nhé rất là đẹp vườn đá sỏi này thì xưa nó sẽ đặt xưa rất là to như mọi người nhé 1200 cây và 2000 cây nhỏ có nhà có điện nha mọi người nhé có nhà tạm đây và có điện Chân ở dưới này thì rất là khổ đang kinh tế chưa phát triển lắm nha mọi người nhé chủ yếu là người ngoài bắc vào định cử tái định cư ở đây rất là lâu rồi chỗ người 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 dân tộc ở ở bắc họ cũng rất là thân thiện với mọi người nhé thì em sẽ đi ra ngoài đường quay cho quý anh chị xem vườn xưa rất là đẹp đường vào rẫy có một cái nhà tạm nha mọi người nhé tiêu người ta trồng chăm sóc thì cũng rất là đẹp có sức hay là có đất có đất và có sức ngoài có sức và có đất cũng phải, cũng phải có tiền mới có tiền đầu tư thì cây cối nó mới đẹp được như mọi người nhé bây giờ mà đất nhiều đất đẹp mà quăng nước bọt thì cây nó cũng không bao giờ đẹp được à, vườn tiêu rất là đẹp như mọi người nhé họ chăm rất là quy trình và cách cái ngã tư này là 100 m đường thì hiện tại thì đang xa nổi thì em sẽ ra quay đường san vào cho quý anh chị em đi xe máy ngoài vào rất là cực luôn đó, đường họ mới ủi rất là to vì đường bây giờ nó nó bị đang còn mềm chưa 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 có san ủi bằng để lưu á, thì đường nó rất là khó đi cột mốc đóng sẵn đường rộng 8 m hai lần đường nha mọi người nhé sẽ quay cột mốc cho mọi người đường hiện tại là mới ủi tới đây và đường là đường thông nhưng mọi người nó đường thông rất là lớn em đã đi tham khảo hai tuyến đường đường vào và đường ra, em phải đi hết hai bên rồi, thì đi đường xa hơn một xíu thì bán tại sẽ vào được, còn bên này thì chỉ đi đường xe máy thôi. Quý anh chị vào xem lô đất này thì đi xe máy cho mọi người nhé. Và em sẽ bay trên cao cho quý anh chị xem, em sẽ đánh dấu hai lần. Hiện tại em sẽ đánh dấu, đánh đánh dấu ngang và sẽ chuyển sang dọc cho mọi người nhìn rõ hình lô đất cho mọi người nhé. Trên đất thì có hai ao, dưới này thì nước thì không phải suy nghĩ như mọi người nhé đất ở dưới này rất là nhiều đá rất là nhiều toàn đá không là đá nhìn thấy mọi người quay ở trên 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 rất là nhiều video đất rất là rẻ thì em bảo là tại sao đất là rẻ giờ em xuống em mới hiểu là tại sao lại rẻ vì đá quá nhiều đá rất là nhiều nha mọi người nhé đá chứ không phải là đá tự nhiên đá này thì không có thể là khai thác quặng quặng đồ được chỉ có trên đất xong mới có Uh, quảng bauxit nhôm đó, Nhôm Nhôm bauxit xít thì hiện tại hòa phát đang uh, đang đang triển khai làm đó có dự án hòa phát và rất là nhiều dự án ở đắk nông tập trung chủ yếu là ở uh, đắk song đắk song đi về uh, giang nghĩa và kiến đức nha mọi người nhé đây là hình lô đất quý chị xem cho em một like đăng ký kênh ủng hộ em để xem video sau Giá của lô đất này là 2,8 tỷ nha mọi người nhé Em quay hộ cho một ông chú Chú ơi nếu cô bác anh chị Cô bác anh chị thiện chí Thì em sẽ chuyển số chủ nhà cho mọi người làm việc trực tiếp nha mọi người nhé Với tổng diện tích 3 hết 9 2 tỷ 8 Đầu tư với giá cực rẻ nha mọi người nhé Mọi người xem cho em một like Đăng ký kênh ủng hộ